Trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Theo dự báo thì chiều tối nay Đông Bắc Bộ sẽ chuyển mưa. Vậy thì mưa có lớn không ạ chị Hương Liên? Vâng, khả năng là cũng sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to cục bộ. Thưa quý vị khán giả, từ chiều tối đến đêm nay thì Đông Bắc Bộ sẽ có những điểm mưa từ 10 đến 30mm và có nơi trên 50mm. Thời điểm khi mới mưa, sấm sét và dông lốc sẽ là hai hiện tượng nguy hiểm nhất. Từ đầu mùa đến nay đã có nhiều người thương vong do sét đánh. Bởi vậy, khi trời nổi dông, quý vị nên tìm nơi kiên cố để tránh trú, không cố nán lại làm việc ngoài trời. Từ ngày mai, khi các sóng lạnh yếu xuống rõ hơn, mưa sẽ mở rộng ra hầu khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, xảy ra ngắt quãng trong ngày. Dự kiến sóng lạnh cùng rãnh áp thấp sẽ duy trì mưa đến cuối tuần, nhiệt độ theo đó giảm dần. Như tại thủ đô Hà Nội, khoảng thứ 5 trở đi sẽ dịu hẳn nóng khi mà nhiệt độ giảm xuống 31 đến 32 độ. Còn ban đêm sáng sớm chỉ 24 độ, trời mát mẻ. Vâng, vậy còn thời tiết ở các khu vực khác thì như thế nào chị Liên? Vâng, ở miền Trung thì ngày hôm nay thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là nắng. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế rất ít mưa, nắng đến cuối chiều, nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Và đây cũng là mức nhiệt dự báo cho khu vực Đà Nẵng xuống Bình Thuận. Lưu ý là chiều tối sẽ có mưa dông nhiệt cục bộ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, sáng nay nắng ráo, thuận lợi cho các công việc ngoài trời. Bầu không khí Tây Nguyên dịu mát 27-29 độ, còn Nam Bộ khá nóng 31 đến 34 độ. Sang chiều mây dông phát triển gây mưa cho nhiều tỉnh thành, bên cạnh nguy cơ dông lốc cần đề phòng mưa to, dồn dập có nơi trên 70mm gây ngập úng vùng trũng thấp. Trên biển, trong hôm nay vùng biển từ Bình Định xuống Cà Mau, Kiên Giang, Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông lốc xoáy. Riêng khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và Nam Biển Đông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Ở huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, trời nắng và gió nhẹ. Cảm ơn chị về những thông tin thời tiết vừa rồi ạ.